Công an thành phố Mỹ Tho đang tạm giữ Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1966, ngụ thành phố Mỹ Tho, để điều tra về hành vi tạt axit người khác, rồi khóa cửa cố thủ trong phòng trọ. Theo thông tin ban đầu, trước đó khoảng 22 giờ ngày 24 tháng 4, người dân trong một con hẻm trên đường Trần Thị Thơm, phường 9, thành phố Mỹ Tho, nghe tiếng la hét của Nguyễn Trọng Nghĩa, sinh năm 1994. Phát hiện Nghĩa bị tạt axit bỏng rất nặng, nên một số người đã đưa vào bệnh viện cấp cứu. Người tạt axit Nghĩa chính là Minh. Sau khi tạt axit vào người Nghĩa, thì ông ta đã vào phòng trọ khóa cửa cố thủ. Công an thành phố Mỹ Tho đã thuyết phục cả đêm, nhưng Minh vẫn cố thủ bên trong phòng trọ đến sáng 25 tháng 4 cùng hung khí như dao, xăng, axit. Công an tỉnh Tiền Giang đã điều động lực lượng cảnh sát cơ động phối hợp với công an thành phố Mỹ Tho để khống chế Minh. Tuy nhiên, đến 9 giờ sáng cùng ngày, Minh vẫn cố thủ bên trong. Ông ta yêu cầu công an phải xuất trình giấy tờ. Công an giả hay thật thì máy ông phải đưa giấy tờ cho tôi coi. Một phó trưởng công an phường đã đưa giấy tờ cho Minh xem, nhưng ông ta vẫn cố thủ. Thấy khó thuyết phục Minh mở cửa, Thượng tá Lê Quốc Thắng, trưởng công an thành phố Mỹ Tho đã hội ý nhanh với Thượng tá Nguyễn Văn Dân, trưởng phòng cảnh sát cơ động, bằng cách giả vờ cho tất cả công an rút đi nhằm làm cho ông ta mất cảnh giác. Sau đó, Thượng tá Dân thuyết phục Minh mở cửa để kiểm tra hành chính. Lúc này, Minh nhìn ra thấy không còn công an nên mở cửa. Lập tức, Thượng tá Dân lao thẳng vào trong phòng trọ. Và lúc này, rất đông công an cũng lao vào khống chế Minh, dẫn giải ra ngoài. Tại phòng trọ, công an đã thu giữ 2 chai axit nguyên chất, 1 chai xăng. Minh khai do Nghĩa nói ông ta ăn mặc gì kỳ không giống ai khi đang nhậu với một cô gái nên tạt axit vào người Nghĩa. Nhậu với cô kia, cái tôi bận chứ nó ra nó đó. Ông nội ông bận gì ở đây, nhà có đường bà ở đây không còn chợ, bà nói tan bận này có chuyện gì đâu, sao tự nhiên mày nói chị phụ. Mấy lần nó chửi tôi là không ăn nhà ăn nhậu không kêu rồi nó nói vậy á. Tao ăn nhậu gì đâu có gì đâu, mày tao tin tống cửa mày làm vậy cái đó không xuống gì kỳ bông. Nó cho chạy vô nhà nó xách chạy lúc nó đang đi cái xe với thằng nhỏ nhỏ kia, cái nó xách cái sắt dài một chút bóng nó cắt cái đầu nhọn nhọn rồi chạy ào lại tới đây nè. Ba rồi anh tạc cái xích hả? Tùy đủ con hổ thì không tạt nó sao được, tôi tên tôi vô nhà không có axit này tôi đã chuẩn bị trước rồi à, chuẩn bị là cái thằng có hàng lần thứ nào ở lại đây nó kiếm chuyện với con nhỏ gái á rồi mày ở dưới đó hồi hết chuyện đây chỗ đang nhậu hoài con mày hay gì á thì cũng ở đây tao lo có gì đâu, mày để nó ăn đi rồi kia xong mày lại kiếm chuyện hoài nữa, tôi mới sợ thế nào cũng có chuyện, tôi mới đủ axit đây là tôi mua sạc bình.